Mỹ cảnh sát Timothy Hayes, 37 tuổi, dọa nạt con trai bằng cách còng tay, bỏ mặc tại nơi tạm giữ của phòng cảnh sát. Vì hành vi trên, Timothy bị cảnh sát quận Marion, bang Indiana bắt ngày 25 tháng 2 về tội bỏ bê người phụ thuộc và giữ người trái phép. Theo nhà chức trách, Timothy là cảnh sát dự bị thuộc phòng cảnh sát thành phố Southport, quận Marion. Một ngày đầu tháng 1, vì muốn dọa nạt con trai 15 tuổi, Timothy còng tay cậu bé và bỏ mặc tại nơi tạm giữ của phòng cảnh sát thành phố trong 30 phút. Timothy tiếp tục chở đứa trẻ bị còng tay tới trại giam quận Marion, nhưng chỉ dừng xe tại bãi đỗ dành cho cảnh sát mà không vào trong. Timothy sau đó chở con về nhà. Hành vi của Timothy bị phát hiện vào ngày 9 tháng 1, sau khi giáo viên của cậu bé biết chuyện và báo cơ quan bảo trợ trẻ em. Nhà chức trách kết luận Timothy lợi dụng công vụ để dọa con trai nên ra lệnh bắt giữ. Tuy vậy, nguyên nhân đằng sau hành động của Timothy chưa được tiết lộ. Hiện, Timothy đã bị phòng cảnh sát thành phố Southport cho nghỉ việc chờ kết quả điều tra nội bộ. Nếu bị kết tội như cáo buộc, Timothy đối diện với án tù từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng và tối đa $10,000 tiền phạt. Quốc đạt theo Surrey Public Law Blog.